Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam ngày 4 tháng 10 năm 2016. Anton kính chào quý vị. Chuyên gia nhận định Formosa chỉ rút khi chịu sức ép của chính quyền. Cá chết ở Hồ Tây làm thêm hồi chuông cảnh báo cho Việt Nam. Gạo của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Mỹ cấm cửa. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Sau khi khoảng 10.000 người biểu tình hôm mùng 2 tháng 10 ở Hà Tĩnh để phản đối việc nhà máy của Formosa gây thảm họa môi trường, giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, nhận định nhà máy có thể phải rút đi nếu chịu áp lực từ chính quyền về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ông nói, cái việc rút đi thì phải là họ quyết định rút đi dưới cái áp lực rất là mạnh của phía lãnh đạo của Việt Nam ở trung ương cũng như ở địa phương, là yêu cầu về giải quyết vấn đề môi trường, yêu cầu về bảo vệ môi trường rất là chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng cái cam kết của dự án đầu tư. Chuyện người dân biểu tình thì cũng không đến mức làm nhà đầu tư quyết định rút hay không rút, mà cái câu chuyện nó nằm ở chỗ là chính sách của Việt Nam yêu cầu cái dự án đầu tư này phải thực hiện với vấn đề về môi trường như thế nào. Mặc dù vậy, giáo sư Võ cho rằng còn quá sớm để nói về sự ra đi của Formosa. Cái chuyện Formosa ở lại hay là rút lui, cái điều này nó còn phụ thuộc cái diễn biến tiếp, cái tình hình ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra như thế nào và quan điểm giải quyết của chính phủ Việt Nam về câu chuyện này như thế nào. Thì tôi cho rằng về phía chính phủ Việt Nam thì tôi đã thấy thể hiện những cái ý chí rất cương quyết trong việc là chúng ta phải đảm bảo vấn đề môi trường cho Việt Nam. Nếu mà chúng ta nói về giả định không rút thì chắc chắn là Việt Nam phải giám sát câu chuyện môi trường rất là chặt chẽ và không thể để ảnh hưởng tiếp tục tới người dân, và phải giải quyết tận gốc những cái ô nhiễm môi trường đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Cuộc biểu tình hôm mùng 2 tháng 10 được công chúng Việt Nam xem như một sự kiện chưa từng có. Ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người mặc đồng phục cảnh sát, quân đội đã chạy khỏi các cổng của nhà máy. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, Chánh xứ Đông Yên, giáo phận Vinh đã có mặt trong cuộc biểu tình. Ngài bình luận về hành động rút chạy của những nhân viên công an quân đội. Hôm qua là một bài học cho họ hiểu được cái sức mạnh của quân chúng. Người dân Việt Nam sống trong một đất nước tự do, đất nước có chủ quyền, nhưng mà không hơn gì một người nô lệ, rất là tệ. Do đó mà họ phải đứng lên để họ đòi lại cái quyền sống của mình thôi. Nhà cầm quyền phải nhận ra điều đó để rồi mà thay đổi cách là lãnh đạo của mình, cách phục vụ dân của mình. Linh mục nói thêm là cuộc đấu tranh này là vì dân tộc nói chung và vì người dân miền Trung trên một bình diện hẹp hơn, chứ không chỉ là một hoạt động của những người Công giáo. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Hoàng Dũng nhận xét. Tôi cho rằng chính nghĩa nó đã thể hiện ra được một cái sự chiến thắng ban đầu, bởi vì những cái người lính đó họ cũng đều hiểu là người dân xuống đường vì lý do gì, bởi vì người ta cho rằng người ta đang chống lại nhân dân, chống lại cha mẹ hay là anh em của mình, do vậy mà người ta sẽ phải rút lui, và cái hình ảnh rất là đẹp. Nhận định về việc xử lý các đơn kiện Formosa do vài trăm ngư dân nộp hồi tuần trước ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Linh mục Trần Đình Lai nói. Theo luật dân sự của Việt Nam phải trả lời trong vòng 30 ngày, trả lời có xử lý hồ sơ hay không. Tôi nghĩ lúc đó là người ta bị đông quá và sức ép khiến cho họ phải nhận đơn thôi. Thế còn có thể là họ cũng tìm cách để chối quanh chối quắt thôi. Xử lý cũng phức tạp và cũng nguy hiểm, mà không xử lý thì cũng rất là phức tạp. Mới đây, cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, Hà Nội. Vụ này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng ở Việt Nam. Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, nói việc cá chết hàng loạt ở Hồ Tây là rất bất thường. Bà dự đoán nguyên nhân là do lượng oxy hòa tan trong nước gần như là hết. Bà cho rằng Hồ Tây bị ô nhiễm chất thải, có thể từ nguồn nước thải sinh hoạt hoặc phân bón. Theo bà Lý, tình trạng cá chết ở Hồ Tây là sự cảnh báo về môi trường khi phát triển công nghiệp nhanh chóng, bà nói. Cái việc mà cá chết ở hồ hay ở sông, hoặc là thậm chí ở biển miền Trung gần đây thì nó có một cái, nó cũng phản ánh được cái tình trạng là cái tình trạng ô nhiễm ao hồ nói chung là khá là trầm trọng. Và cái tình trạng ô nhiễm ao hồ đấy thì nó cũng sẽ dẫn đến một cái câu hỏi là cái việc kiểm soát ô nhiễm nước hiện nay của chúng ta còn đang rất là yếu kém. Bà Lý nói điều này cho thấy việc kiểm soát ô nhiễm nước thực sự đã trở thành rất cấp thiết hiện nay, cùng lúc với quá trình phát triển đô thị và công nghiệp đang tăng tốc. Bà cho rằng để kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam đòi hỏi một lộ trình và một chiến lược đúng đắn và là những đòi hỏi rất cấp bách nhưng không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Mỹ sau khi phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép trong gạo xuất khẩu sang thị trường này. Bộ này đưa ra cảnh báo để tránh bị nguy cơ Mỹ cấm cửa gạo Việt Nam. Ông Võ Thành Đô, một phó cục trưởng của Bộ, đã xác nhận điều này với VOA. Ông Đô nói nếu các doanh nghiệp cứ cố đưa gạo sang Mỹ mà không kiểm soát chất lượng thì có thể trong tương lai sẽ bị cấm xuất khẩu sang thị trường này. Phải hết sức thận trọng trong cái việc mà phía thị trường mình và bây giờ người ta thì ở Việt Nam nếu không quy định mà Việt Nam đưa sang mà vẫn có dư lượng là người ta vẫn chấp nhận. Nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì coi chừng là người ta cấm là nguy hiểm đấy. Tiến sĩ và chuyên gia nông nghiệp Võ Tòng Xuân nhận định với VOA rằng có rất nhiều thuốc trừ sâu được phun trên lúa Việt Nam và do đó chất lượng gạo của Việt Nam luôn bị kém so với gạo của các nước trong khu vực như Thái Lan và thậm chí là cả Campuchia. Theo ông Xuân, thậm chí người Việt Nam còn đang chuyển sang dùng gạo Thái Lan và Campuchia thay vì gạo của chính nước mình. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói lời xin lỗi sâu sắc với cộng đồng người Do Thái trên thế giới hôm 3 tháng 10 vì đã so sánh cuộc chiến của ông nhằm vào người nghiện và buôn bán ma túy với nạn diệt chủng người Do Thái do Đức Quốc xã thực hiện thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tổng thống Philippines nói tôi muốn nói rõ ràng tại đây vào lúc này rằng tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương đến ký ức về 6 triệu người Do Thái bị người Đức sát hại. Ý tôi chỉ nói là tôi đã được cho là giống Hitler, ông ta đã giết nhiều người. Hồi tuần trước, ông nói sẵn sàng vui lòng giết 3 triệu người nghiện ma túy, tương tự như cách của lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler. Ông Duterte thừa nhận rằng phát biểu của ông để lại một cảm giác tồi tệ đối với nhiều người. Nhưng ông nói sẽ không xin lỗi những người chỉ trích cuộc trấn áp khắc nghiệt và thường là bạo lực của ông đối với các nghi can tiêu thụ sản xuất và bán ma túy. Ông Duterte đã nhận xét thậm tệ về các luật sư của Liên hiệp châu Âu ngu ngốc và các quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Những người đã chỉ trích chiến dịch của ông, ước tính chiến dịch đã làm 3.000 người chết. Các phụ tá của ông nói ông đã tức giận và phản ứng với nhận xét của một quan chức Liên Hợp Quốc so sánh chiến thuật của ông với những nhân vật giết người hàng loạt là Hitler và nhà độc tài Xô Viết Joseph Stalin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói những phát biểu của ông Duterte thật đáng ngại và là một sự rời bỏ khỏi truyền thống của Philippines về nhân quyền và nhân phẩm. Khi các điểm bỏ phiếu của cuộc trưng cầu gây tranh cãi ở Hungary đóng cửa hôm 2 tháng 10, dường như tỷ lệ cử tri đi bầu đã thấp hơn mức 50% tối thiểu cần thiết để cuộc bỏ phiếu được công nhận. Các quan chức đảng cầm quyền vẫn ca ngợi cuộc bầu cử như là một chiến thắng dành cho người dân, là những người bác bỏ sự áp đặt của Liên hiệp châu Âu. Nhưng một số nhà phân tích nói cuộc bỏ phiếu là một lời nhắc nhở rõ ràng về cảm xúc chống nhập cư đang làm bại hoại sức mạnh của Liên hiệp châu Âu ra sao. Khi các cuộc bỏ phiếu bắt đầu ở thị trấn Murham yên tĩnh hôm 2 tháng 10, cử tri kéo đến đông đảo. Nhiều người vui mừng nói họ đã bỏ phiếu chống vì họ không muốn người tị nạn hoặc những người nhập cư lại kéo đến. Một số cử tri đưa ra lời giải thích. Tôi đã bỏ phiếu chống đối với di dân. Có đủ người ở đây rồi, nên thế giới hãy tha thứ cho chúng tôi nhé. Chúng tôi không phải là một quốc gia ghét người nước ngoài, nhưng hãy để đất nước là của chính mình thôi. Theo kế hoạch của Liên hiệp châu Âu, Hungary sẽ phải nhận gần 1.300 trong số 160.000 người tị nạn bị mắc kẹt ở Ý và Hy Lạp. Suốt ngày 2 tháng 10, chính phủ đã gọi điện, nhắn tin và gửi qua email cho cử tri, đề nghị họ hãy tránh rủi ro và bỏ phiếu chống. Các lãnh đạo địa phương nói, cuộc bầu cử quan trọng sống còn với việc bảo vệ đất nước. Hội đồng và thành phố Moraham chúng tôi đã liên tục phải tham gia vào các cuộc khủng hoảng di dân hồi năm ngoái trong 10 tháng. Tất cả các không gian công cộng đẹp của chúng tôi đã bị những người di dân chiếm dụng. Họ đã dựng lên lều tạm, họ vứt rác khắp mọi nơi và cuối cùng người dân đã không cảm thấy an toàn. Chúng tôi đã tham gia vào cuộc khủng hoảng di cư năm ngoái trong 10 tháng. Nó có nghĩa là tất cả các không gian công cộng đẹp của chúng tôi đã bị chiếm đóng bởi những người di cư và các tháng trước người ta không cảm thấy an toàn. Nhưng ở trại này gần biên giới giữa Hungary và Serbia, hầu như không thấy bất kỳ người tị nạn hay di dân nào. Những lính gác nói còn lại khoảng 100 người bị giữ trong trại, dự kiến họ sẽ bị trục xuất. Một số nhà phân tích nói rằng, việc Hungary coi một số lượng nhỏ người tị nạn là một ưu tiên chính trị hàng đầu, cho thấy dấu hiệu về các vấn đề khác. Di dân không phải là một vấn đề và đã được đưa thành một vấn đề chính, và chính cuộc trưng cầu cũng như việc cuộc trưng cầu được thực hiện cho thấy dấu hiệu về sự suy giảm của các tiêu chuẩn dân chủ ở trong nước. Vào lúc Hungary chờ đợi kết quả chính thức, ông Budyoski nói, sự trỗi dậy của các chính trị gia cực hữu ở các nơi khác của châu Âu, sự bài ngoại gia tăng trong dân số và sức mạnh bị xói mòn của Liên hiệp châu Âu đang ngày càng là mối lo ngại cho tương lai. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết ông không từ bỏ hòa bình sau thất bại choáng váng hôm mùng 2 tháng 10 trong cuộc trưng cầu về thỏa thuận với phiến quân thuộc các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, còn gọi là FARC. Ông Santos nói, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm hòa bình cho đến hết nhiệm kỳ, vì đó là con đường để gửi lại một đất nước tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta. Lãnh đạo FARC Rodrigo Londoño, còn có tên là Timochenko, cũng nói sẽ không từ bỏ thỏa thuận. Ông Timochenko nói, FARC vẫn sẽ sẵn sàng cho hòa bình và tái khẳng định quan điểm sẽ chỉ sử dụng ngôn từ làm vũ khí để làm việc hướng tới tương lai. Xin nói với người dân Colombia mơ ước hòa bình, quý vị có thể trông cậy vào chúng tôi, hòa bình sẽ chiến thắng. Cử tri đã bỏ phiếu với chênh lệch xít sao bác bỏ thỏa thuận, tỷ lệ là 50,2% so với 49,7%. Chính phủ của ông Santos đã vận động quyết liệt kêu gọi sự ủng hộ cho thỏa thuận từ hàng triệu người Colombia lâu nay vẫn nói họ chán ghét chiến tranh, bạo lực và khủng bố. Nhưng nhiều cử tri bỏ phiếu chống đã thực sự thấy bị xúc phạm vì gần như tất cả các phiến quân FARC sẽ tránh bị ngồi tù cho những tội ác mà họ đã bị cáo buộc đã phạm phải trong cuộc nổi dậy. FARC cũng đã được đảm bảo có ghế trong cơ quan lập pháp Colombia mà không cần có bầu cử, đổi lại cho việc họ chuyển đổi thành một chính đảng. Fernando Linares, cử tri bỏ phiếu chống, nói chúng ta không còn tin ông Santos, khoảng 5.500 tên tội phạm tin ông ấy. Chúng làm cho ông ấy quỳ xuống và chúng sẽ làm cho chúng tôi quỳ xuống, đó là 48 triệu người Colombia, không thể như vậy được. Lãnh đạo phe bỏ phiếu chống là đối thủ chính trị của ông Santos, cựu Tổng thống Alvaro Uribe. Tổng thống Santos đã ra lệnh cho các nhà đàm phán của mình trở lại Havana, Cuba, nơi cuộc đàm phán dài 4 năm đã diễn ra. Ông Santos trấn an với quốc dân rằng lệnh ngừng bắn với phiến quân sẽ vẫn còn hiệu lực. Dự kiến ông Timochenko cũng sẽ trở lại Havana để tham gia vòng đàm phán mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiếngviet.com. Có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.